Hello, xin chào tất cả các bạn đến kênh túc của mình. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu bạn một cái dán có tên là corporio nha. Đấy, hiện tại đây là một cái dán chạy được một thời gian rồi. Thì nếu các bạn nào đã theo dõi kênh telegram mình thì các bạn biết mình đã đăng bãi cái kênh và cái dán này vào lúc trưa của ngày hôm nay rồi. Đấy, thì giờ, bây giờ buổi chiều thì mình có thời gian rảnh mình làm trực tiếp đánh giá về cái dự án này trong video. Thì các bạn nào đã đầu tư thì đã đầu tư rồi. Còn những bạn nào muốn tham gia hoặc tham khảo thì các bạn có thể xem video này để tham khảo và hiểu rõ hơn về cái dự án này nha. Ok, hiện tại cái dự án này hỗ trợ các bạn là nhóm Telegram này, nhóm Facebook này và kể cả là kênh YouTube. Đấy. Và nhìn cái giao diện web cũng khá là đẹp và ok. Và hiện tại nó có rất là nhiều cái diễn đàn khác nhau nha, như diễn đàn Facebook này, Winky, tìm cái kênh Bloom chứ này. Đấy. Thì đáng ra là cái dự án này mình định đánh giá cho bạn vào lúc sáng. Nhưng mà giờ thì giờ mình mới rảnh các bạn à. Đấy. Hiện tại về cái dự án này là một cái dự án cũng khá là ok. Thì bạn thấy này, tổng số ngày chạy là 162 ngày. Đấy, tổng số tài khoản hiện tại là 1217 USD. Ủa 17 tài khoản nha bạn nha, mình xin lỗi nha, 1217 cái tài khoản. Và tổng ngày mà chạy được, ngày khởi chạy của cái dự án là ngày 17 tháng 4 năm 2019. Đấy. Thì tổng tiền gửi đây thì các bạn thấy tìm gửi rõ hơn về cái dự án này. Còn về cái dự án này làm gì để kiếm tiền thì bạn thấy này. Nuôi gà, ông nuôi cút các bạn à. Nuôi chim cút chim bơ. Đấy, thì nói chung là mình hùng tiền để mở trang trại nuôi gà, nói chung là như vậy. Theo mô hình đó thôi. Thì hiện tại về gói đầu tư thì các bạn thấy này. Số tiền gửi tối thiểu ít nhất là phải là 10 đô. Có rất là nhiều gói khác nhau các bạn à. 10 đô và tổng lợi nhuận của bạn là 2,15% hàng ngày trong vòng 20 ngày. Cả gốc và lời luôn các bạn nha. Đấy, thì các bạn tính toán lợi nhuận như thế này. Nếu bạn đầu tư 10 đô trong 20 ngày các bạn rút gốc và lời được là 14.3 đô. Đấy, và hiện tại cái dự án này hoạt động được 162 ngày nên cái tỷ lệ mà các bạn qua được cái vòng 20 ngày cũng có khả năng chứ không phải là không. Đấy, cũng rất là ok. Các bạn nào muốn tham gia thì tham gia cùng với mình. Đây đây về bảo vệ này, rút tiền nhanh này, mở khóa trong web này. Ok, thì cái dự án này cũng đã đăng Telegram của mình rồi, thì cũng chung cũng có một chút anh em giúp đỡ mình, thì trong video này mình sẽ tiến hành rút tiền luôn cho các bạn xem là thử là cái dự án này có uy tín rồi không nha. Thì các bạn có thể là sấy rút tiền ok thì lúc đó các bạn có thể mới đủ cái niềm tin đầu tư giống mình, đúng không? Đấy, ok. Thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái trang web này. Đấy. Còn bạn nào chưa đăng nhập thì các bạn có thể kích nút đăng ký ở đây. Đấy. Các bạn điền tên đăng nhập cho mình này, cũng như mỗi dự án khác từng giới thiệu cho bạn thôi. Đấy, còn bạn điền mật khẩu này. Bạn xác lại mật khẩu này. Rồi bạn điền ví bơ family, ví bơ. Thì các bạn có Bitcoin thì điền vào, có Bitcoin thì điền vào, còn có cái bỏ trống cho mình nha. Đấy. Có ETH thì điền vào như thế này. Ok. Cái điền xong bạn đồng ý quy tắc của nó đây và bạn kích nút đăng ký là các bạn sẽ đăng ký công nha. Thì sau khi bạn đăng ký công thì bạn chạy phần login cho mình nè. Đây ở dưới này, login này. Đấy, các bạn này tên đăng nhập vào mật khẩu bạn đăng nhập vào. Ok, thì khi vào trong thì giao diện web như thế này. Đấy. Đấy, bạn thấy đây. Tổng tiền gửi hoạt động là 50 đô. Thì đáng ra mà đầu tư vào sáng cơ và mình đăng bài lên cộng đồng tab Telegram mình vào lúc trưa. Đấy. Thì cũng có số bạn đã đầu tư cùng với mình thì bây giờ cũng có một ít tiền để mình sẽ tạo video và rút tiền cho bạn xem luôn. Đấy. Thì khi vào trong diện web như thế này thì bí các bạn mới luôn ngoài rồi. Đấy, thì các bạn có thể tiến hành đầu tư. Thì đầu tư bạn kích chữ tiền gửi cho mình ở đây này, cũng như từng cái dự án khác thôi. Thì các bạn hãy chọn plan, có rất là nhiều người ta đầu tư kìa, có ngàn đô một con này. Ngàn đô thì các bạn đầu tư ngàn đô thì 1,3% hàng ngày trong 30 ngày. Đấy, cả gốc và lời nha. Con này là một con lãi kép nha các bạn nha, một con lãi kép, tức ngại mỗi ngày đều trả gốc và lời cho các bạn luôn, tức là chia một lá bài thì các bạn sẽ được an toàn thêm một chút. Đấy, nó đồng nghĩa những bạn nào đầu tư nhanh và đầu tư lẹ thì tất nhiên là các bạn sẽ được an toàn hơn rất là nhiều đối với một bạn. Ví dụ ngày hôm nay chia sẻ cho bạn, đúng không? Và mình sẽ cập nhật cho bạn lần kế tiếp này, và lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư mà các bạn vẫn còn chần chờ thì kêu này mình cập nhật lần thứ năm, thứ sáu bắt đầu cái dự án bắt đầu có một chút nguy hiểm rồi, đúng không? Đấy, đầu tư thì các bạn có một chút cái can đảm chút xíu. Đấy. Rồi ví dụ như các bạn đầu tư đây này, 10 đô này, có thể là các bạn đầu tư thử 10 đô cũng được. Khi ok thì mình đầu tư nhiều thêm cũng không muộn, đúng không? Còn đối với mình thì hiện tại đó, mình đầu tư 10 đô hoặc 20 đô, 30-40 đô cũng là chuyện bình thường rồi. Các bạn nhìn thấy mỗi video mình cùng đầu tư mỗi ngày mà. Đấy. Đấy các bạn đầu tư đây này. Đấy các bạn đầu tư như thế nào, các bạn nhập vào đây này. 10 đô này, mình dụ các bạn đầu tư 10 đô thôi. Đấy, cái này hiện tại là, cái này là cái tiền số dư của mình đang có. Hiện tại có 2 đô này nhờ các bạn ủng hộ nha. Đấy, một số bạn người ta đầu tư cùng với mình và mình được một số ít tiền được các bạn ủng hộ á. Đấy, các bạn chọn này, kích tiêu chừng số dư buffet money đây. Hoặc là các bạn đầu tư bởi Fmini nha. Cái này có quyền, cái này là tái đầu tư nha. Các bạn đầu tư bởi Fmini này.
Hiện tại BofaMoney nè, Payer nè, Bitcoin nè, ví dụ các bạn đầu tư BofaMoney các bạn chích tiền đây. Đấy, nó sẽ hỏi là bạn chọn gói là 2,15% hàng ngày trong 20 ngày hay không, các bạn nói confirm cho mình đây. Đấy, ok các bạn. Thì độ chất của cái dán nhìn mát ngon đúng không? Nên mình lẹ rồi, tất nhiên thì mình phải lẹ thôi. Phải lẹ tay thì mới có lợi thế chứ các bạn. Đấy, ok. Thì sau khi các bạn đầu tư xong sẽ update cái tiền gửi các bạn ở đây. Đấy, rất là ok, rất là ngon lành. Như thế này rất là rõ. Đấy, thì sau khi các bạn đầu tư xong thì sẽ trả nhận lợi nhuận về cho các bạn nha. Đấy, các bạn thể kiểm tra phần danh sách tiền gửi này. Đây, hết hạn là 19 ngày 23 giờ. Ok này, như thế này đây. Đấy, còn gói còn lại tiền đâu mà chơi. Cao lắm các bạn à, chơi gói đầu tiên thì còn nổi. Đấy, thì đây là cái lịch sử thu nhập này. Đấy, các bạn kiểm tra lịch sử thu nhập đây này. Đấy, thì sau khi các bạn đầu tư và các bạn có lãi thì các bạn tiến hành rút tiền. Thì rút tiền các bạn kích chữ đây rút tiền cho mình này. Rút tiền này. Đấy, ok chưa các bạn. Thì các bạn có thể lưu ví ETH vào đây hoặc là Bitcoin vào đây. Các bạn đầu tư cổng nào thì luôn cũng đó nha. Đấy, bây giờ mình đầu tư mình rút 2 USD từ BofaMoney nè. Cho các bạn nào đã đầu tư cùng với mình trên Telegram hoặc là những bạn nào ở trên kênh YouTube của mình á, thì các bạn có thể xem được, tìm hiểu rõ hơn để cái dự án này mình biết nó như thế nào, ok hay là không, đúng không? Đấy, thì tại vì mỗi một cái dự án mà đăng lên Telegram hoặc là vô kênh YouTube thì bắt buộc phải đầu tư tiền cho các bạn xem. Đấy, để mình giám sát cái dự án đó nha. Giờ mình yêu cầu mình rút tiền như thế nào, coi dự án này nhanh như thế nào. Đấy, mình rút tiền coi nhanh không nha. Gì đây? À, Benin nè. Vậy là con này thanh toán thủ công à. Để mình đọc lại nha các bạn nha. Để mình tìm hiểu lại cái những câu hỏi thường gặp. Đấy, Benin thì các bạn à. Giờ chờ coi bao lâu sẽ ra tiền nha. Giờ mình sẽ đăng xuất ở ngoài đây. Đấy, câu hỏi thường gặp đây. Mình phải đọc nó các bạn à. Tại vì mình cũng mới như các bạn thôi. Chúng tôi gì có thể mất tiền gì? Phí thanh toán là gì? Thực hiện yêu cầu rút tiền khi nào trên tài khoản? Tiền thưởng có sẵn trong 72 giờ. Tiền thường có sẵn trong 72 giờ. Để mình tìm hiểu chút. À, vậy là đây rồi các bạn à. Sau khi tôi thực hiện yêu cầu rút tiền có thể có sẵn trên tài khoản thì mất bao lâu thì sẽ bị bí, nói chung là như vậy. Thì hiện tại rút tiền thì các bạn sẽ bị mất là từ nhanh nhất là 5 phút cho tới 72 giờ. Ok, trong video này mình sẽ chờ nó khi nào nó rút tiền thì thôi nha, mình chờ xem nhanh không. Đấy, tại cũng có support chat hỗ trợ đây, để mình hello thử coi nó trả lời không nha. Hello. Bạn đến với trang web của chúng tôi theo yêu cầu. À, đây 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 đây. Đấy. Rồi. Rồi bạn cần giúp gì đây? Vậy là ok nha bạn nha, xác định support đang hoạt động tức cái dự án đang tốn tiền ok. Thì trong video mình sẽ chờ là bao lâu được cái dự án này sẽ rút tiền nha. Các bạn cùng mình chờ đợi nha. Ok. Trong khi khoảng thời gian chờ rút tiền thì cũng 5 phút đó các bạn, cũng khá là nhanh. Đấy, vậy thì cái khung giờ nó thanh toán tiền nhanh là khoảng tầm là 4 giờ cho tới là 6 giờ chiều nha các bạn nha. Cỡ tầm đó, cỡ tầm 2 tiếng hồ, khoảng tầm đó thì sẽ rút tiền nhanh hơn. Vì cái giờ đó dự án nó hoạt động. Đấy, ok. Thì đây là toàn bộ số tiền rút đây, 2 đô. 2 đô này là do là các bạn ủng hộ mình, do một số bạn ủng hộ mình có nha. Đấy, cái tiền mà đầu tư thì hiện tại chưa rút được. Các bạn lưu ý nha, tại vì mới đăng lên cái bài đăng của mình Telegram của buổi trưa ngày hôm nay thôi, nhưng mình sẽ giám sát các bạn ở những video kế tiếp nữa, nên các bạn cứ yên tâm về cái dự án này. Đấy, thì các bạn là muốn tham gia cùng mình thì tham gia. Thì sau khi mình rút 2 đô thì sẽ gửi về ví BofaMoney của mình. Thì các bạn lưu ý một điều, khi bạn rút tiền đây nè, rút tiền bị phí nữa, cái gì thiệt chứ các bạn. Đây, rút tiền bị phí 95%, ổ bị phí 200%. Đây, mình sẽ đăng xuất ra ngoài cho bạn xem nè, đọc lại hướng dẫn trước khi dùng nữa các bạn à. Lại đọc nữa rồi, chúng phải đọc thôi các bạn à, chứ mình cũng như các bạn thôi, dự án mới mình có biết gì đâu, mà mình chỉ biết nó thanh toán tiền là được. Câu hỏi thường gặp đây. Đấy, đây phí rút tiền là gì nè, phí rút tiền là bằng 1%,
rút tiền đi 1%, đầu tư 0% đấy, thanh toán 0% là gì? À, withdraw bị phí là 1%, bởi mình rút đây, rút 2 đô đây, 2 đô thì về là 1.98. Buffett money cũng bị phí nè, không sao các bạn à, lỡ nhà đầu tư thì đừng nên bụng xỉn quá, đúng không? Vì nó bị có phí như thế này thì cái dự án mới sống được trường tọa họ được lâu được, đúng không các bạn? Ok, thì trong ngày hôm nay các bạn cùng mình đi sơ lược về một cái dự án corribo gì đấy, thì một cái dự án thanh toán cực kỳ tuyệt vời và ok. Thì những người nào đã đầu tư cùng mình trên Telegram thì các bạn để xem lại gõ cái video này để hiểu rõ hơn về cái dự án này nha. Thì video chỉ đến đây thôi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video và đồng hành cùng với mình nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.